xem tử vi hằng ngày của 12 con giáp ngày 29 tháng 1 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không quá dễ dàng, công việc nảy sinh những rắc rối gây ảnh hưởng nặng nề tới thị phi, uy tín của những chú chuột. Đây là lúc đòi hỏi khả năng giải quyết vấn đề khôn khéo của con giáp này cần được phát huy ở mức cao nhất. Tình cảm Phần trình tình cảm thăng hoa Gặp ngày tương hợp nên chuyện tình yêu đôi lửa của con giáp này khởi sắc trong thấy. Mỗi quan hệ tình cảm của những chú chuột với nửa kia tiến triển nhanh chóng và sớm kết thúc bằng một đám cưới phiên mạng. Tài chính, Phần trình ta lọc đi xuống, tốt nhất là nên chứng thực mọi thông tin liên quan tới lĩnh vực dự án đang có muốn ý định đầu tư. Cẩn trọng, dễ mất tiền oan vì nhẹ dạ cả tin. Tuổi giáp tỷ, vận trình đạt được những bước tiến mạnh mẽ. Tuổi bệnh tỷ, hầu hết các phương diện đều hanh thông, không trở ngại. Tuổi mậu tỷ, công việc hiện tại có nhiều tín hiệu đáng mừng. Tuổi canh tỷ, có thêm nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp tuổi, nhằm tỷ có thêm tài lộc nhờ những nguồn thu phụ. Con số may mắn số 5, số 7, màu sắc may mắn, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc. Phần trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Các kế hoạch vẫn đang dậm chân tại chỗ mà chưa có bất cứ bước tiến nào. Tô sổ cứ như đang cố gắng trong vô vọng vì mọi nỗ lực của bản mệnh đều không nhận được sự công nhận từ cấp trên. Tình cảm Phần trình tình cảm khởi sắc, sau khoảng thời gian sóng gió thì các cặp đôi lại trở về bên nhau bằng tất cả sự chân thành, nồng nhiệt. Người độc thân cũng mau chóng tìm được ý trung nhân sau những nỗ lực tìm kiếm tình yêu. Tài chính Phần trình tài lộc bóp bên, một kế hoạch chi tiêu khoa học và hợp lý sẽ giúp bản mệnh tránh được những tình huống khó khăn nhất. Cẩn trọng, sức khỏe của con giáp này đi xuống do làm việc quá sức. Tuổi ất sửu trở nên cổ chấp ngang ngược hơn hẳn thường ngày. Tuổi đinh sửu trở nên khăng khăng với nhận định bản thân. Tuổi kỷ sửu tốt nhất nên tránh tranh chấp với người khác trong hôm nay. Tuổi tân sửu nên giải quyết mâu thuẫn bằng thương lượng hòa hoãn. Tuổi quỷ sửu cần kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Con số may mắn số 18, số 91, màu sắc may mắn màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 3. Tứ vi ngày của tuổi dân, công việc. Phần trình công việc của những chủ hộ trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn. Tiểu nhân luôn rình rập xung quanh và sẵn sàng ra tay hãm hại con giáp này bất cứ lúc nào. Nếu như người tuổi dần không giữ được cho mình lý trí, tỉnh táo và không ngoan thì mọi thứ sẽ đổ sông, đổ biển. Tình cảm Phần trình tình cảm ấm êm, tình yêu ngọt ngào thấm thiết coi như niềm an ủi lớn nhất của con dắp này vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Ngũ hành tương sinh còn giúp cho người độc thân sớm tìm được người bạn đời ưng thuận. Tài chính Phần trình ta lọc xa suốt con giáp này cần phải hết sức thận trọng đối với chuyện đầu tư làm ăn và cả chi tiêu vì đang có điềm bảo hao tài. Cẩn trọng, dễ bị tiểu nhân lừa gạt, đặc biệt là ở phương diện tiền bạc. Tuổi giáp dân nên nhạy bén, nhanh chóng nắm bắt cơ hội trước mắt. Tuổi bính dân công việc đang trên đà phát triển nên tranh thủ thể hiện. Tuổi mậu dân thách thức càng thôi thúc ý chí chiến đấu so sụp. Tuổi canh dân sớm nhận về những trái ngọt xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra. Tuổi nhằm dân, dù bận rộn đến đâu cũng nên quan tâm tới chuyện tình cảm. Con số may mắn số 9, số 42, màu sắc may mắn màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 4. Tứ về hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi, khả năng ứng biến kém linh hoạt, hạn chế trong việc làm việc nhóm trực tiếp gây ra những khó khăn nhất định trong công việc hiện tại một chút liều lĩnh và mạo hiểm biết đâu sẽ đưa những chú mèo tới nơi bạn muốn tình cảm Vân trình tình cảm thăng hoa chuyện tình cảm trở nên lý tưởng hơn vào giờ hết khi các mâu thuẫn hiểu lầm dần được tháo gỡ tình yêu phai nhạt trước đó sẽ sớm được hâm nóng thì các cặp đôi lại yêu nhau nồng nàn như thở ban đầu tài chính phần trên ta lọc đi xuống sự cứng nhắc cố chấp sẽ khiến cho con giáp này thất thoát một khoản đáng kể trong ngày cẩn trọng thiếu quyết đoán và sản xuất trước những lựa chọn quan trọng tội ất mão xuất hiện nhiều hung họa nên chớ chủ quan tội đinh mão đề phòng tiểu nhân rình rập nhầm ngõ vị trí hiện tại tội kỷ mão đây không phải là lúc được phép lơ là hay nhẫn nhơ tuổi tân mậu có thể phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ hôn nhân. Tuổi quỷ mậu, cuộc sống bận rộn khiến quan hệ đo lửa càng thêm xa cách. Con số may mắn, sổ 70, số 5, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tý 5. Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc Phần trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không quá phức tạp. Cấp trên dành cho con giáp này sự tin tưởng lớn, thể hiện qua việc trao đổi của người tuổi thân những trọng trách lớn hơn. Nếu thử sức thành công ở các hạng mục này, địa vị của bạn nhất định sẽ được cất nhắc. Tình cảm Phần trình tình cảm gặp nhiều sóng gió, tình cảm gia đình gặp trục trặc dễ đổ vỡ hơn bao giờ hết. Các cặp đôi chỉ thường nhìn vào những thiếu sót của đối phương mà buông lời chỉ trích nặng nề, thẩm tài. Tài chính, vận trình ta lọc do dâu, thu nhập cỏ chiều hưởng tăng trưởng nhanh chóng mang tới cho người tuổi này cuộc sống đáng mong đợi. Cẩn trọng, không nên nhẹ dạ cả tin, mù quản làm theo những điều khó hiểu. Tuổi giáp thân, đề phòng kẻ ném đá dấu tay, hủy hoại thanh danh. Tuổi bính thân, hung tinh, đe dọa có tiểu nhân bài mưu hãm hại. Tuổi mậu thân, nhiều chuyện xảy ra năm ngoài dự tính không kịp xoay sở tội canh thân, tai lọc hao hộp do thói quen tiêu xài hoang phí. tuổi nhâm thân, sức khỏe có dấu hiệu bất ổn, cần sinh hoạt điều độ hơn. Con số may mắn số 23, số 99, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 6. Tử viên ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi, còn giáp này dường như đã để cảm xúc chi phối, cả nhiều tới quá trình làm việc của mình. Nếu không sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc này thì e rằng sẽ còn nhiều rắc rối tìm tới. Tình cảm, phần trình tình cảm khởi sắc, nhờ cỏ quý nhân soi đường dẫn lỗi mà mỗi quan hệ tình cảm của các cặp đôi được nâng đỡ phần nào. Người độc thân được giới thiệu cho những người phù hợp với mình và khả năng lớn có thể đi xa hơn. Tài chính, phần trình tài lộc, khả tệ đã tới lúc bản mệnh cần tỉnh dần tới các phương án kiểm tiền dự phòng để cải thiện tình hình hiện tại. Cẩn trọng, tình cảm có nhiều buồn phiền vì thiếu quan tâm lẫn nhau. Tội ất tỵ được các tên chỉ lỗi nên tiền bạc cứ thể trải vào tuổi. Tội đinh tỵ Nhân lúc tài lộc dò giàu có thể tính toán để đầu tư trong thời gian tới. Tội kỷ tỵ công việc cũng đang trên đà phát triển rất tốt tuổi Tân Tỵ không nên để lại hoàn toàn vào vận may mà lười biển tuổi Quỷ Tỵ tình cảm ngọt ngào có nhiều bước phát triển mới con số may mắn số 4 số 20 màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi Mùi 7 tứ vi hàng ngày của tuổi Ngọ công việc vận trình công việc của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra có nhiều khởi sắc hơn trước may mắn có thực thần chịu mệnh mà con giáp này sớm cải thiện được khó khăn trong vấn đề giao tiếp nổi riêng và các mối quan hệ xã hội nói chung. Tuy nhiên, nhắc nhở bản mệnh đặc biệt thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Tình cảm Vận trình tình cảm giảm chân tại chỗ, các cặp đôi yêu nhau vẫn đang trải qua những phút giây ngọt ngào, lãng mạn bên cạnh người mình yêu. Nhưng nếu không sớm có kế hoạch thâm nóng tình cảm thì sớm muộn gì cũng rơi vào trạng thái pha nhạt. Tài chính, vận trình ta lộc do dào, đặc biệt là người làm ăn kinh doanh có thêm nguồn mở rộng quy mô làm ăn, tăng doanh thu. Cẩn trọng, dễ bỏ lỡ thời cơ phát triển tốt vì tính cách bảo thủ. Tuổi giáp ngọ, công việc ở thời điểm này không có nhiều khởi sắc. Tuổi bính ngọ, dần mất đi hứng thú làm việc khi mọi thứ đi vào bể tắc. Tuổi mậu ngọ, tinh thần quậy quại khiến công việc hoàn thành kém hiệu quả, tuổi canh ngọ, tiên bạc có dấu hiệu hao hụt nhanh chóng nên phải đề cao cảnh giác. Tuổi nhâm ngọ, sức khỏe tốt, tình cảm hài hòa, sô tan mệt nhọc. Con số may mắn số 22, số 53, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuốt. 8. Tứ viên ngày của tuổi mùi, công việc. Phần trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra ổn thỏa, Bản mệnh nhanh chóng xử lý kẹo lẻo các vấn đề phát sinh bất ngờ khiến người khác không khỏi khâm phục. Con đường sự nghiệp rộng mở trước mắt nên con giáp này càng cần phải nỗ lực gấp trăm nghìn lần hiện tại. Tình cảm Vận trình tình cảm không thuận, dự báo tình yêu trong giai đoạn này sẽ có nhiều trắc trở trong gai. Mâu thuẫn triền miên trong cuộc sống gia đình khó có thể chấm dứt do áp lực của gánh nặng cơ mão gạo tiên. Tài chính Vận trình tài lộc bên ổn, nguồn thu nhập ổn định sẽ mang tới cho người tuổi này cuộc sống thoải mái sung túc. Cẩn trọng, không đạt được kết quả tốt vì những quyết định nóng vội của con dấp này. Tuổi ất môi, có thể phải đối mặt với rất nhiều áp lực khi vận trình xa xúc. Tuổi đinh môi, con đường hôn nhân tình cảm nhiều trục trặc. Tuổi kỷ môi, mâu thuẫn vợ chồng có thể bị đẩy lên đỉnh điểm. Tuổi tân mùi, chú ý cách hành xử trong mối quan hệ đồng nghiệp Tuổi quỷ mùi, thành công hôm nay không chỉ là sự nỗ lực của cá nhân mà là của cả tập thể. Con số may mắn số 49, số 12, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ tuổi ngọ. Chính, tứ viên ngày của tuổi thân, công việc. Phần trình công việc của người của thân trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Kết hợp giữa thực lực, bản lĩnh và một chút vận may, thể là con giáp này liên tục có những bước tiến đáng cậy. Tuy nhiên, khuyên người tuổi thân nên chú trọng vào một vấn đề thay vì âm đầm nhiều thử cùng lúc. Tình cảm, vận trình tình cảm, cảm sắc. Ngũ hành ngày hôm nay cho thấy con đường tình duyên sắp tới sẽ gặp nhiều chuyện vùng phiên. Nếu không nếu giữ hạnh phúc hiện tại, con giáp này cần phải chủ động và can đảm bảo vệ tình yêu của mình. Ta chỉnh, vận trình tài lộc hành thông, các khoản doanh thu đều có tín hiệu tăng nhanh đột biến, mang lại cho bản mệnh nhiều động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê. Cẩn trọng, không có sự tập trung cao độ cho bất cứ công việc gì. Tội, giáp thân, vất vả giải quyết hậu quả do sự trảnh mạng của mình gây ra. Tội, bệnh thân, dễ mắc phải sai lầm do để đầu óc treo ngược cành cây. Tội, màu thân, cần sớm chấn trên lại thái độ làm việc của bạn. Tội, canh thân, tâm trạng quẻ quải và có phần suy sụp do suy nghĩ tiêu cực. Tuổi nhâm thân, con đường tình duyên êm ả, đôi lửa không gặp bất kỳ mâu thuẫn nào. Con số may mắn, số 50, số 11, màu sắc may mắn, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 10. Tứ vi ngày của tuổi giàu, công việc Vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi công việc tiến triển tốt đẹp nên bản mệnh có thể an tâm trút bỏ nỗi lo được mất trước nay. Nhờ cỏ quỷ nhân tận tình giúp đỡ mà con giáp này sớm tìm được đam mê lý tưởng thật sự của chính mình. Tình cảm, vận trình tình cảm thám sắc, con đường tình duyên thêm hài hòa tư sản, đào hoa nở rộ giúp cho những chú gà có sức hút kỳ lạ với người khác giới xung quanh. Tài chính, vận trình tài lộc vượng vận, không kể là người làm ăn kinh doanh hay người làm công ăn lương cũng có nguồn doanh thu đáng kể trong ngày. Cẩn trọng, bỏ lỡ nhiều cơ hội ngày trước mắt. Tuổi ất dậu hân hoang đón một ngày tình yêu ngập tràn. Tuổi đinh dậu quý nhân chỉ lỗi dẫn lương do đo lửa tìm tới nhau. Tuổi kỷ dậu hạnh phúc gia đình tạo ra động lực phấn đấu cho tương lai. Tuổi tân dậu gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Tuổi quý dậu người làm ăn kinh doanh được các thần nâng đỡ con sổ may mắn sổ 16 sổ 52 màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi sửu 11 vi về ngày của tuổi tuất công việc phần trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra thăng trầm có nhiều thách thức đặt ra trong công việc hiện tại còn giáp này may mắn nhờ có quý nhân giúp đỡ tận tình nên giữ được chỗ đứng hiện tại nơi làm việc còn giáp này cần chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận những nhiệm vụ quan trọng sắp tới. Tình cảm, phần trình tình cảm tươi sáng. Đời sống hôn nhân càng thêm viên mãn khi trải qua vô vàng sóng gió. Các cặp đôi đã dần tìm ra được tiện nói chung. Quan trọng là hơn hết thảy, sự tôn trọng, bao dung mới là cách mà cả hai vẫn dùng để duy trì tình yêu này. Tài chính, phần trình ta lộc có nhiều biển đồng do ảnh hưởng của công việc trong ngày cẩn trọng, chưa cân bằng tốt giữa công việc và tình cảm. Tuổi chấp tuất cần sớm thắt chặt lại các khoản chi tiêu của mình. Tuổi bính tuất có thể sẽ lâm vào cảnh túng thiếu tiền bạc buộc phải vay mượn. Tuổi mậu tuất ngày nay không thích hợp cho các kế hoạch đầu tư tài chính. Tuổi canh tuất trở nên tham cái lợi trước mắt mà ném tiền qua cửa sổ. Tuổi nhâm tuất đề phòng bệnh dạ dày vì thói quen ăn uống thiểu khoa học. Con số may mắn số 78 số 5 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Mão 12 Tứ về ngày của tuổi Hài công việc phần trình công việc của người tuổi Hài trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ công việc có tín hiệu khả quan và hứa hẹn sắp tới sẽ gặt hái được những thành tựu nổi bật bằng tinh thần làm việc trách nhiệm cao và sự nhiệt huyết năng động, cấp trên lại càng thêm tin tưởng và tín nhiệm bàn. Tình cảm, vận trình tình cảm đạp đẻ. Tam hội cục giúp đỡ cho người độc thân có được đủ sự tự tin, khỉ phách để chinh phục người mình yêu thương. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng góp phần mang tới cho người tuổi hại cơ hội yêu thương mới. Tài chính, vận trình tài lộc có điểm sáng, con giáp này có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày nhờ công việc kinh doanh gặp thời. Cẩn trọng, cần học cách, cẩn thận, nhìn những gì mình đang có và trân trọng. Tuổi ất hại, quý nhân trị lỗi dễ dàng tìm được cơ hội làm ăn mới. Tuổi đinh hại, cần phải tỉnh táo để nắm bắt thời cơ đúng lúc đúng chỗ. Tội kỷ hại, người làm công ăn lương cũng có thêm nguồn thu nhập tội tân hại đầu tư hết mình vào công việc nung nấu tham vọng tội quỷ hại con đường tình duyên ảm đạm mối quan hệ đôi lửa nhiều rạn nứt con số may mắn số 7, số 82, màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tội môi